Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán nâng cao lớp 3 cùng với thầy trường. Thế thì hôm nay thầy giáo sẽ trao đổi với các em cái dạng toán liên quan tới rút về đơn vị. Đây là một trong những cái dạng toán rất cơ bản ở lớp 3 các em học. Tuy nhiên thì kiến thức nâng cao thì như thế nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu bài 1. Các em lấy giấy và giấy nháp và bút ra để chúng ta cùng làm, cùng trao đổi. Mời các em. Chúng ta đến với video đầu tiên về cái dạng toán rút về đơn vị. Bài 1 các em đọc theo thầy. Bài 1. Lan có 8 hộp kẹo. Lan cho bạn 42 viên kẹo. Thì Lan còn lại 5 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo? Đó. Thế thì để giải bài toán thì thầy giáo yêu cầu các em là các em đọc lại đề, tìm hiểu xem đề bài cho biết gì, yêu cầu làm gì. Vừa đọc vừa viết vẽ ra, đây là điều thầy giáo luôn nhắc các em. Bây giờ chúng ta lấy giấy nháp và làm việc đó. Các em lấy giấy nháp ra làm theo thầy nhé. Lan có 8 hộp kẹo, thầy giáo cứ viết là 8 hộp kẹo đã. Đấy, thầy giáo cứ vừa đọc vừa viết vẽ ra như thế. Cho bạn 42, thầy giáo viết là cho 42 viên đó kẹo. Đấy. Thì còn lại là 5 hộp. Đấy, còn lại 5 hộp. Hỏi Lan có tất cả. Viên kẹo. Như vậy là thầy giáo đã đọc xong đề và thầy giáo đã vừa đọc vừa viết vẽ ra rồi. Thế bây giờ bước tiếp theo là thầy giáo tìm hiểu xem bài cho biết gì. Đó. Bài cho viết biết đầu tiên là có 8 hộp kẹo này. Có 8 hộp này. Đó. Và ý thứ hai là đã cho đi 42 viên này. Thì còn lại là 5 hộp này. Còn lại 5 hộp. Và người ta hỏi là Lan có tất cả bao nhiêu? Đó. Thế đấy là nội dung mà thầy giáo tìm hiểu được. Thế thì để làm cái bài toán này ấy, thì đây là một cái dạng rất cơ bản ở lớp 3. Tuy nhiên ở lớp 3 thì các em chỉ có hai đại lượng thôi, còn ở đây là có thêm những cái phần khó hơn. Đó. Thế bây giờ chúng ta tư duy và chúng ta suy luận kiểu gì? 8 hộp kẹo mà chỉ còn có 3 hộp, như vậy là chỉ còn có 5 hộp, như vậy là chúng ta có 3 hộp. Chúng ta đã cho đi 3 hộp. Cho 3 hộp. Đó. Thế mà 3 hộp này thì là tương ứng với 42 viên kẹo. Đấy, 3 hộp thì là 42 viên. Đó. Thế và người ta hỏi lúc hỏi là Lan có bao nhiêu? Hỏi có tất cả bao nhiêu? Tức là người ta hỏi 5 hộp hay hỏi 8 hộp các em? Đấy. Hỏi 5 hộp hay hỏi 8 hộp? Đây là người ta hỏi 8 hộp. Đấy. Thì có bao nhiêu viên kẹo? Thế thì các em nhìn thấy cái sơ đồ này, cái tóm tắt kiểu như thế này là các em đã biết đây là toán tỷ lệ, đúng không? Toán rút về đơn vị rồi. 3 hộp thì 42 viên, 8 hộp hỏi có bao nhiêu viên. Đó. Thế nhưng mà để mà có được cái này thì đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cho đi bao nhiêu hộp, tương ứng với bao nhiêu. Thì mới biết được là 3 hộp là tương ứng với 42. Và nếu tóm tắt như thế này thì thầy giáo tìm một hộp đúng không? Một hộp. Đấy, rút một hộp. Một hộp thì 40, 3 hộp là 42, vậy một hộp thì sẽ lấy 42 chia cho 3. Ở đây là bằng mười mấy 14. 14 viên. Thế và bây giờ là người ta hỏi 8 hộp thì chúng ta chỉ cần lấy 14 nhân với 8 là sẽ ra. Đó. Thì đấy chính là nội dung mà thầy giáo muốn trao đổi với các em. Như bút thầy giáo hết mực, thầy giáo phải tìm cái bút khác nhé. Đây rồi.
Thì đấy là cái cách mà thầy giáo tư duy suy luận nó là như vậy. Thế còn bây giờ chúng ta trình bày bài thì chúng ta trình bày như thế nào? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu trình bày bài. Thế thì đầu tiên là thầy giáo vẫn phải tìm xem là cái 42 viên kẹo này tương ứng với mấy hộp, đúng không? Tại vì là 8 hộp cho đi 42 còn lại 5, như vậy là 42 tương ứng với bao nhiêu hộp? Đấy. 42 viên kẹo tương ứng số hộp kẹo là các em lấy 8 8 hộp tất cả, còn lại 5 trừ đi 5 thì sẽ ra cái số cho, đó là 3 hộp. Đó. Thế tới đây rồi thì chúng ta bắt đầu là ta có ở đây thì thầy giáo gọi là tóm tắt. Tại vì sao thầy giáo muốn trình bày cái tóm tắt này là bởi vì thầy giáo muốn các em rõ cái dạng bài này hơn. Đó. Thì chúng ta có 3 hộp thì là tương ứng với 42 viên kẹo. Bây giờ người ta hỏi 8 hộp thì hỏi chấm viên kẹo. Nhìn vào tóm tắt này thì các em có thể hình dung luôn ra cách giải. Đó. Mà muốn có tóm tắt này thì các em phải làm cái phép tính này trước. Thế thì bây giờ chúng ta tìm nào nào. Tìm là gì? Tìm là ở đây thì thầy giáo trình bày có thể là thầy giáo sẽ kẻ một bên là tóm tắt, một bên là bài giải. Hoặc là thầy giáo trình bày xuống dưới nhá. Ở đây thầy giáo tìm một hộp. Một hộp kẹo có số viên kẹo là 3 hộp thì 42. Như vậy là lấy 42 chia cho 3 thì ra 1, đúng không? Và đây các em chia là bằng 10 14 mở ngoặc viên kẹo. Đó. Tiếp tục là bây giờ chúng ta tìm được là gì? Là một hộp có số viên kẹo là 14. Thế thì 8 hộp. Đấy. 8 hộp. Hoặc là các em nói luôn là tất cả có số viên kẹo là cũng được. Thế nên một hộp là bằng 14 mà 8 hộp thì thầy giáo lấy 14 nhân với 8. Đó, bây giờ các em nháp cho thầy giáo nha. 14 này nhân với 8 này. 8 4 32 viết 2 nhớ 3. 1 8 là 8 nhớ 3 11. Như vậy thầy giáo có 112 viên kẹo. Và tới đây thì các em viết đáp số. Các em lưu ý là viết đáp số thì dấu hai chấm của đáp số thẳng với dấu bằng là nó sẽ đẹp. Ta có 112 viên kẹo. Đó. Thế như vậy là qua bài này thì giáo muốn củng cố cho các em cái gì? Đó. Củng cố cho các em về cái bài toán rút về đơn vị. Thế tuy nhiên với toán nâng cao thì không đơn giản là chúng ta có thể rút về đơn vị ngay như thế này. Mà chúng ta cần phải xác định một cái phép tính trước. Sau đó chúng ta mới có cái tóm tắt theo kiểu rút về đơn vị. Thế thì đơn vị ở đây là đơn vị gì? Người ta hỏi là viên kẹo.
Như vậy là chúng mình phải tìm xem một hộp có bao nhiêu viên kẹo. Đó, thì chúng ta coi bước bước đầu tiên này này. Tìm một hộp có bao nhiêu viên kẹo chính là bước rút về đơn vị. Một đơn vị. Thế và ở đây chúng ta có 8 hộp thì chúng ta nhân với 8 là xong. Thế đấy là nội dung thầy giáo muốn trao đổi với các em trong bài hôm nay. Thế thì video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.